Tới nè, tới nè, thật tới. Thôi chạy, thôi chạy. Ngon. Mày. Mày tô, tao không tô. Ok. Come on. Quá hấp dẫn rồi. Ê mày, ăn hủ tiếu này nhiều rồi mà không biết cái công đoạn làm ra cái cọng hủ tiếu này làm sao mày? Thì cách làm nó cũng dễ thôi. Ủa mày biết hả? Không. Vậy cũng nói nữa. Ê mà, nhá. Gì? Hay là mình rủ anh Phú mình vô cái xưởng hủ tiếu á, vô đó mình trải nghiệm làm cách làm hủ tiếu coi người ta làm ra sao. Sẵn quay video cho bạn xem luôn. Ừ, mày nói có hợp lý á. Được không? Được. Ok, vậy xíu nói anh Phú luôn. Mà tao ăn xong cái đi rồi đi. Thì ăn xong đi. Chào các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay bên em mình sẽ tiến vào làng nghề làm hủ tiếu nha các bạn, để giải đáp thắc mắc của thợ kệ và nhang áo. Bình thường anh thì không biết quy trình làm như thế nào, hôm nay vô đó biết quy trình làm như thế nào luôn nha các bạn. Mày đứa thấy không? Khách Tây ở đây nhiều lắm. Tại vì cái này là làng nghề sản xuất ra hủ tiếu. Mà cái món hủ tiếu là cái món gì? Truyền thống của Việt Nam mình, truyền thống của người miền Tây luôn nha các bạn. Buổi tối đến bình thường hay đói đói làm gì? Hủ tiếu gì? Hủ tiếu gõ. Ừ. Gõ cũng được, lấy đường cũng được, thứ nào cũng đúng mà. Mấy đứa biết cái điều đặc biệt ở đây nữa là gì không? Ở đây á là một cái làng nghề duy nhất còn tồn tại sau nhiều năm theo sự phát triển á, đúng không? Thì vẫn còn tồn tại một nơi duy nhất là ở đây nha các bạn. Đó là điều đặc biệt và khá nổi trội. Và ở đây có một điều đặc biệt nữa trong cái làng nghề hủ tiếu này, đố mấy đứa biết đó là cái gì? Diễn Phương. À, là đi xe bốn bánh vô không được đúng không? Cái gì vậy nhở? Bốn bánh vô không được. Đi bộ nè. Thì cũng đó là một sự đặc biệt nhưng mà nhỏ thôi. Sự đặc biệt ở đây đó là nguyên một cái làng nghề chỉ còn một cái ngôi nhà duy nhất làm hủ tiếu truyền thống nha các bạn. Nguyên một làng luôn mà chỉ còn một nhà duy nhất thôi. Cho nên mấy em mình ráng cố gắng tìm nguồn ngắt cái ngôi nhà đó và tiến vào trong quay cho các bạn xem. Đi thôi. Đi. Con dẫn mấy em tới trải nghiệm cái làng nghề làm hủ tiếu của mình á. Thì con được biết là hiện tại gia đình mình là gia đình duy nhất còn tồn tại làm cái quy trình của hủ tiếu á. Thì tụi con muốn trải nghiệm xem ở đây cái quy trình như thế nào, không biết là nhờ chú hướng dẫn cho tụi con. Rồi, được rồi, chú, tụi con đến thì chú Sáu sẽ hướng dẫn tụi con làm từ cái công đoạn đầu tới công đoạn cuối khi ra thành phẩm cái pizza hủ tiếu luôn. Yeah. Cảm ơn chú nhiều nha. Rồi, ok, đi vào. Dạ. Bây giờ tụi con đến đây thì chú Sáu sẽ giới thiệu cho con những cái sản phẩm mới mà chú Sáu đã sáng tạo thêm. Wow. Thì ở đây mình sẽ có là cái hủ tiếu củ dền. Dạ. Wow. Màu củ dền nha các bạn. Dạ. Màu củ dền mà nói lại là có 20% của củ dền trong đó luôn. Dạ. À, cái này là hủ tiếu nghệ. Nghệ hả? Rồi, cái này là hủ tiếu lá dứa. Wow. Rồi, còn cái này là hủ tiếu truyền thống của mình nhưng mà không tẩy luôn nha, để cái gạo tự nhiên. Dạ. À, cái này là hoa đậu biếc. Wow. Màu hoa đậu biếc nha các bạn, màu tím rim. Cái này màu tím trung thủy. Hộp cho con đoán được cái gì? Màu thanh long. Đúng rồi. Chai thanh long có trong hủ tiếu. Rồi, tiếp theo cái này. Này biết cái gì luôn. Cái này là vô chất gốc. Cái này đúng không? Đúng chất gốc không chú? Đúng. Hay quá nhỉ ơi. Rồi tụi con biết được mình đã làm ra cái thành phẩm với những cái củ quả như thế này như thế nào. Thì chú Sáu sẽ dẫn qua đây để giới thiệu cho tụi con xem cái công đoạn của nó. Dạ. Rồi, ok, bây giờ mình qua đây nha. Dạ. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ dùng cái bột. À, nhưng mà nói tiếng bột thì tụi con nhìn thấy một cục rắn như thế này thì không biết nó là cái gì. Thì con biết đây là bột múc làm từ gạo nha. Dạ. Ok, mình lấy gạo nè, mình múc bột xong rồi mình bỏ đi cái phế phẩm như vậy là mình xay gạo chẳng hạn như là 1kg gạo thì con chỉ lấy được có 65 hoặc 70% của bột thôi. Đây, cái này là 75, cái bên lòng ra xay vô nha. Để bột này vô thêm thôi. Đó, để bột này vô thêm thôi. Thanh long luôn. Lần đầu tiên trái thanh long trong hủ tiếu luôn nè. Đó. Đúng với cái chen luôn nha các bạn. Thơm quá ạ. Thơm không? Rất quan trọng để mà khi mình thử dùng cái này chỉ trong vòng 3 bốn phút thôi thì nó vừa đủ luôn. Nhưng mà quá nếu đánh đông quá thì cái bột sẽ nóng lên nó sẽ bị dậy bột. Dạ. Còn có tiếng bột nữa. 30 phút thôi. 2, 3, 2, 9, 30. Kết thúc. Rồi bắt đầu mình ra. Đây bắt đầu mình cho bột ra nha. Được, đủ 30 phút rồi. Thì bắt đầu mình cho bột ra. Wow.
Đây là bột làm hủ tiếu nha các bạn, rất là mịn luôn. Và còn vài củ cốt trâu. Rồi, sao cũng sao cả. Giờ bây giờ chế thì từ này không có phải nhau không? Có nhiều này bà bốn đứa rồi, lên đó coi chỗ đó đó. Rồi, để đó. Rồi, đổ cái là nhịn luôn. Rồi, một, hai, ba. Cái này chắc nguội á anh Thành. Wow, mịn ghê. Hơi nước bốc lên mờ cam luôn các bạn. Đẹp rồi, đó tròn dưới chân 16. Đây, ốp lại. Chấu khi người ta xay lúa ra xong người ta sẽ bỏ đi. Yeah. Thì mình sẽ dùng làm chất đốt. Thứ hai là khi nó thành cho rồi thì mình để mình bón phân làm phân hữu cơ. Cái gì trong này bắt đầu mở ra nè. 1, số gì đây? 2, 3, bùm. Ô, wow. Chúng đẹp quá ha. Rồi, qua kia phơi rồi kìa, qua kia cho lên dĩ kìa. Rồi, tụi con nhìn kỹ thấy chưa? Đó, lăn ra từ từ thành một cái bánh hủ tiếu. 2, 3. Rồi, chắc là... Tiếp tục mẻ thứ hai nha các bạn. Rồi, là chán như tròn như chăn 16 luôn. Đứa nào biết chán thì thành 16, không biết thì thành chăn 18. Rồi, chín rồi nè. Rồi. Wow. Wow. Cái này đẹp không mày? Đẹp kìa. Xịt khói luôn kìa, còn xịt khói luôn kìa. Thơm lắm á. Này cắt vô đồ bỏ thêm tô thịt nó ngon lắm. Cháu thì phải gọt như thế này. Đó, lừa cháu xuống nhẹ nhàng một cái trên mặt thì thôi. Rồi rút ra để cho nó cháy. Cháy hết cái phần cháu nó chín rồi thành cho thì bắt đầu cho cháu mới xuống. Dạ. Nếu mình không cho nó lấp lấp xuống liên tục hoài, thấy không? Nếu mà ngợp quá là không cháy luôn đúng không chú? Quá không cháy đâu. Rồi bây giờ ai chú phô. Rồi đây rồi. Rồi cầm nhé, y như sao làm hồi nãy nha. Ờ, cứ cán sao cái bánh nó tròn đi cho cái mặt cưng là ok anh. Đổ có sấp bọt luôn nha các bạn. Rồi, cán cán đi anh. Đúng rồi. Đặt cái đít bằng xuống coi. Wow, cái này là đúng chân chữ chưa 16 nè các bạn, chân này 18 rồi. Rồi, chân 20 luôn. Chân 20 luôn rồi. Rồi thay giờ tới lần đầu. Cũng được nha, hợp lý mà. Nó cũng tròn mà nó. Hay quá bà ơi, hay quá bà ơi. Đừng đừng có xoay hết quà, vừa đấy cưng. Mặc dù hơi méo nhưng mà cũng thành phẩm nha các bạn. Bảy. Đấy, ngược. Đãi là, đãi làm chỗ coi. Không sao. Lấy tay cộng. Đúng rồi, bảy có sai nó có đúng. Thôi dân cơ. Sai thì sẽ không tập trung được. Đúng không? Đúng rồi chú. Hay quá bà ơi. Đây nha các bạn, đây là những mẻ mà chén bánh xong rồi đem ra phơi nè các bạn, mới luôn. Từng công đoạn luôn nha các bạn. Đây, cho ra những cái sợi hủ tiếu. Đủ màu luôn, quá đỉnh. Một xíu mình sẽ đem ra phơi, mình quay cho các bạn xem. Quá nhiều luôn, đẹp lắm nha các bạn. Làm gì mày? Người ta đang mới phơi mà mày xé mày ăn. Nhỏ mày. Nhỏ gì? Mà đói bụng lắm rồi. Đói bụng một xíu ăn. Nhìn thèm quá thèm rồi. Không thấy tạo ăn miếng đi. Thôi thôi thôi. Ở trong này còn miếng dư, còn miếng dư. Trong này có bán hủ tiếu nè, xíu ăn. Làm xong bây giờ ăn luôn. Đói lắm rồi, sáng giờ không ăn gì đó. Mày đói đúng không? Đói. Nãy tôi thấy cái này cho mày ăn được nè. Có luôn. Có, ngon lắm. Ok, đi ăn không? Đi ăn. Đi theo tao. Tới nè. Đâu? Đó. Có gì đâu. Mày nhìn kỹ đi. Cái này hả? Không phải. Cái gì? Ngồi xuống. Rồi. Đây nè, thích ăn chơi chói. Lát nữa ba anh em mình phải học lớn cái công thức làm hủ tiếu này đi. Xong rồi về mình kinh doanh, mình bán hủ tiếu. Lời lúc. Được. Nhớ nha, okay, tụi bay nhớ học nha. Okay. Lát nữa. Đem. Lát nữa ra ba anh em mình gạt mỗi người học miếng là xong rồi. Có gì em sẽ về mở tiệm hủ tiếu bán luôn. Anh làm một vụ. Gì kệ mày. Chứ gì, em học hỏi kinh nghiệm mà. Thôi đi vô. Thôi đi vô học. Còn này ngáo ngáo vô mà. Còn này thì khùng rồi mày ơi. Nãy giờ anh em mình trọng review mấy cái đồ làm thủ công. Bây giờ ra ngoài vườn các bạn ơi. Hồi này thì mình thấy có rất là nhiều cây hành trà luôn. Có trái nhóc luôn. Này này nữa các bạn. Đây nè, đây trái hành trà. Đó. Ở đây nó có cái bảng xin đừng hái trái cây. Ê, có này trên nè, chọn thành phố không? Chọn cách nào mày? Ở đây nó có cái bảng xin đừng hái trái cây đúng không? Bây giờ tao mày giấu nó vô vậy.
là đâu có thấy chữ đâu đúng không? Đúng rồi. À, hiểu. Kim Phú Khái đúng không? Anh Phú. Dạ. Anh vô đây, anh vô đây. Gì? Có trái gì nè anh Phú? Có trái này đã đâu nè anh Phú. Làm. À, trái thanh trà nè. Nhìn đã rồi. Ôi trời. Ôi. Gì? Trời, tụi em định hái ăn. Thì bây giờ không lẽ tôi cứ không nhường anh lớn được hả? Con trái luôn anh Phú. Đây các bạn, trái thanh trà này giống trái xoài các bạn. Cái mùi của nó như nhựa, nói chung là cái màu mạ, cái màu sắc cũng giống trái xoài xoài mini vậy biết đâu. Dạ biết. Xe cốc á. Trái này hiếm lắm nè. Hiếm đâu hiếm, trái này cũng bán đầy mà, nhưng mà lâu lâu tới mùa mới có nè. Trời đã, mùi ăn nó chua chua nha các bạn. Con trái mù luôn mà anh Phú ăn luôn rồi. Ừ. Bây giờ khỏi kia anh Phú lại rồi. Trời ơi. Sao anh Phú? Chua chua, ngọt ngọt. Mà chua, chua nhiều hơn ngọt. Ngon lắm, được không? Thôi. Thôi em ăn em nhường cho anh Phú luôn. Cảm cái nữa anh Phú. Món mà anh Phú em cho anh coi này nè. Mà hơi chua. Cho anh coi này nè. Có gì? Gì anh Phú? Cho hai con ta. Giờ sao ta? Ông biết. Trời trời có người chung. Gì anh Phú? Anh ghi lên cái cây, anh ghi lên cái cây nè. Sao anh để anh đây? Dính cái cây nha, anh nói chung là cách bỏ cái này, cách bỏ cái này. Anh cầm rồi sao anh để anh đó? Anh dán lên cây được rồi, nó còn dính lên cây kìa. Thôi đi đi đi. Giờ mình sáng khiêng đi phơi nha. Xong một mẻ rồi, mẻ được 4 miếng. Đi thôi. Ê, chuyện dướng á, dướng hồng còn miếng luôn á. Thôi nhà ở trong đó luôn đi nha nhà. Thôi nhà trong luôn. Quá trời. Này để dưới đó làm gì vậy? Dạ. Nhiều lắm luôn. Hủ tiếu thanh long. Một chút anh làm một tô hủ tiếu thanh long này mới được. Mấy cô chú làm đây còn tròn hơn mình đó nè. Trời ơi, tay nghề người ta. Lâu rồi. Xấu quá gì, mấy chục năm mình tay nghề đây mới 6 phút à. Cái này chưa được 6 tiếng nữa. Thôi phơi kỹ cái đó cho em nha. Cái đó em yên tâm đi, yên tâm đi, để qua một mạch riêng luôn có cá rồi. Cái này của em nè anh Phú. Dạ. Cái đó mấy này mình mới gán này các bạn, mới có vẻ như nó không đều lắm nhưng mà thôi kệ, cũng tạm chấp nhận được nha các bạn. Cái này á nó em nói là nó rất là đều nhưng mà có cái vô tao thường có lòi. Như như cái này đã lắm nè. Cái này khô nè các bạn. Đang khô. Đang khô. Phơi nắng cái này không biết bao nhiêu lâu ha. Chú kêu là phơi 4 tiếng. 4 tiếng hồ hả? Dạ. Đây. Ngồi ở đây hai tay để vậy nha. Khi cái bánh nó chạy xuống phân nửa cái bánh là mình dạ. Hốt lại liền. Dạ. Hốt xong gặp để đây màu nào theo màu nấy. Dạ. Bây cái lúc con tiếng nó chạy ra dài thế này nè. Dạ. Thì tới phần nửa thì mình đón ngang, hốt gặp dạ. Rồi dễ không? Dạ. Sau khi phơi xong thành phẩm của chúng ta sẽ có được những miếng như vậy nè các bạn và bắt đầu chuyển sang đó là thái sợi để tạo ra sợi hủ tiếu. Này mình có muối ớt nữa mình dọn sáng ăn. Đây thành phẩm. Dạ ý là nhận của hàng. Cầm thử một cái đây thành phẩm đây. Cái màu gì? Màu gì? Chú là thích màu gì? Áo trắng màu trắng luôn. Đây. Con màu xanh. Con màu gì? Màu gì? Có màu xanh, con màu xanh. Màu xanh than tre với hết rồi. Có màu than tre nữa. Wow. Đây, ok. Sau khi mình đã chén xong rồi mình phơi nắng nó bánh dày nha. Bánh cái bánh như thế này. Thơm ở dưới. Đây, bắt đầu cắt thành sợi nha. Dạ. Một. Đây, rồi để con này làm trước cho tụi con làm mẫu một cái nha. Dạ. Đây. Rồi, dầu ăn dầu. Rồi, ra đây mà xem nha. Một, hai, ba. Ơ. Wow. Hay quá. Hay thiệt. Nguyên một cái bánh đành vô đây nữa các bạn. Chụp với anh, chụp cho mà hình cho đẹp trai cái nha. Xem phải chụp của Thành Lát này các bạn. Chụp đứng đó nè. 1, 2, 3. Chụp. Hay quá anh ơi. Ô lần đầu tiên mà làm được vậy là quá đỉnh. I like it Kaji. Vô quá. Chụp, chụp. Được, được, được. Một tay luôn nào, một tay luôn nào. Không, hai tay mới được cưng. Để nó rớt xuống đây không được nha. Tới màu đỏ, tới màu hồng. Tới màu hồng. Thanh Long, Thanh Long. Ờ, đừng đưa tay vô nha cưng. Quá dữ. Nhã, nhã, đưa lên mái tóc này nha. Đưa lên. Cái này nó lỡ cái tóc. Đây, mũ dờn. Mũ dờn nè. Khá
Cụ Dên, cụ Dên, cụ Dên. Mái tóc cụ Dên cũng đẳng cấp nè. Dạ, đi chợ chụp, có gì chụp. Cái này cần phải cần kỹ năng nha các bạn. Cái này đâu mà. Đúng rồi, để đi qua đây, ok. Mày thủ gì ta? Chụp cái áo. Chụp cái gì vậy? Đó, em chụp cái gì vậy? Chuẩn bị nấu làm pizza hủ tiếu. Rồi. Tiến vào câu chế biến hủ tiếu thành pizza nha các bạn. Có pizza hủ tiếu nữa hả? Đó thì mới độc lạ, anh mới dẫn mấy đứa vô làng nghề này cho mấy đứa trải nghiệm bánh pizza hủ tiếu mà. Đi các bạn. Đi. Go. Ngoài hủ tiếu ra thì trong làng nghề hủ tiếu của chúng ta bán còn rất là nhiều loại đặc sản nha các bạn. Chẳng hạn giờ đây có kẹo dừa nè. Đó. Rồi bánh trái cốm nè các bạn. Mứt dừa nè. Đó. Trà hoa đậu biếc nè. Hoa biếc ngàn. Cái này thì là gì? Cái này nhai cũng đỡ luôn. Còn này là gì? Bánh bánh hồng cơm. Ủa? Hủ tiếu trà bông. Trà bông. Rất là nhiều thứ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cái này tại vì cái này là cái sở thích của mình mới được ăn không? Chắc mấy đứa không biết ăn đâu hả? Dạ, ăn chưa? Ăn không luôn. Hả? Ăn chứ không? Cùi lên ăn luôn nè. Ngon quá vậy. Sao mà xé cái bịch anh Phú cũng lâu nữa trời. Nước miếng chảy gồng gồng luôn. Cái gì vậy từ từ. Gấp gáp. Ngon Phú. Đâu? Bỏ tay ra. Anh đưa đâu mà. Mình lên sân. Phú. Nào chụp không có. Em chưa chụp, em chưa chụp. Em chưa chụp nè. Em có một tay à. Đây, cảm ơn Phú. Tôi có một tay à, em cầm cam nãy giờ. Em cầm cam nè. Anh Vô. Đau quá. Mình đã lấy được một cục rồi nha mày. Không phải là mình cố tình giật mà tại anh Vô làm màu quá. Anh Vô. Anh Vô coi rồi. Anh áo tuổi gì? Dạ anh Vô. Anh thử nha bạn. Kẹo này ngon lắm nha các bạn. Kẹo vừa dẻo á. Kẹo vừa dẻo. Cái món mà mình cho là hầu như món đặc sản mà ngon không nha. Món kẹo này là kẹo nha, mình lấy sắn này. Kẹo vừa dẻo nha các bạn. Ngon. Miếng cơm chỉ là mình có ăn ngon cái dừa. Đây mình sẽ đút cho các bạn ăn nha. Để mình ăn mình thì lẻ lâu quá. Ờ Phương đút gì vậy? Đút cho màn hình cũng đút cho cam. Nên đây. Ở đây mình làm ra được hủ tiếu trà bông nè ha. Rồi hủ tiếu nước nè, hủ tiếu súp nè, hủ tiếu hải sản nè. Rồi pizza hủ tiếu nè. Đó. Wow. Wow. Trong thịt nữa nè. Wow. Ở đây đi, wow. Đây đi. Wow. Bác được con chuồn chuồn. Ờ chuồn chuồn rồi nhả. Đây có mấy cái chuồn chuồn khác nữa nhả. Đi đi quên quên quên. Đi đi. Chỗ này không phù hợp với mấy đứa đâu. Đi 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 đi. Trời ơi, xịn gái. Đi sao vậy? Có gì vậy? Đi 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 vô nè. Vô. Nữa đi vô anh. Trời ơi là tại nó này. Wow, cái đội không. Đây các bạn, chúng ta tiến vào bếp để xem cái quy trình làm bánh pizza nha. Rồi, trước tiên là mình đã làm xong cái công đoạn thành sợi hủ tiếu. Dạ. Để mình tiến hành mình sẽ làm ra cái món pizza hủ tiếu nha. Rồi, bật lửa lên. Rồi, sau khi mà dầu nó mình thử nó coi dầu nó nóng hay chưa thì mình lấy cái cọng hủ tiếu này. Thì mình thử nó coi nó đủ nhiệt độ chưa, chứ mình không tập tay vô thử nha. Dạ. Đừng tập tay vô miệng. Thấy chưa? Khi mà cộng hủ tiếu mình để vô nó phình lên như vậy là nó đã đủ rồi được cái nhiệt độ rồi. Thì bắt đầu mình sẽ làm bếp khò nha các bạn. Bếp khò. Tập bao nhiêu chút? Khoảng chừng bao nhiêu vậy thôi? Một nhóm thôi. Nhóm thôi, đây xem. Nhanh đi. Đây. Bỏ thành bánh pizza luôn các bạn. Rồi nha, trả lại. Mình hấp dẫn không? Thấy chưa? Rồi, sao? Tắt rồi. Sao? Ok, đúng rồi. Hai nhà nào, nghe nào. Wow. Rồi, thằng này giao một cái. Hành lá. Một chút hơn trên thôi. Rồi, mình chuyển qua bên này. Cái gì vậy? Hết hồn, hết hồn. Hết hồn, chi mén luôn. Đúng không? Rồi. Tiếp theo mình sẽ cho thêm một cái gia vị. Wow. Nước sốt hả chú? Ừ, sốt này nó vừa hơi béo béo mặn mặn một chút. Tiếp theo là rau. Wow. Được chưa? Dạ rồi. Rồi, con thấy thiếu thịt á. Trứng này là trứng gà mái nha, không có trứng gà trống nha. À, lấy trứng gà mái mới được nha các bạn. Đúng rồi. Wow. Dọn chạy. Chiên mà. Ngoài ra pizza hủ tiếu còn có pizza trứng nữa nha. Pizza trứng á. Có cơm không? Có cơm, có cơm luôn. Kiếm miếng cơm đi. Rồi, phước à. Sốt thứ hai. Chà, cái này đậm đà lắm nha. Cái này khó kiếm và khó làm lắm nha.
Nhà nước độc quyền luôn. Độc quyền luôn, cái này là nhãn hiệu độc quyền của mình tự làm luôn nha. Vậy là phải tới đây mới được ăn được. Đúng rồi. Kiểu truyền thống của chú ha. Có nhiều người ta cũng muốn biến tấu. Một người làm một cách khác nhau, thằng ảnh không giống đó. Đó thiệt. Đó đây cái đường thành thế nào vô đâu thấy nè, không thiếu thật đúng không? Nhanh. Nó không thiếu thật. Wow. Tiếp theo là khoa gắt đậu phộng của em. Chưa. Anh biết nhả, anh biết nhả. Bao tay đâu? Bao tay. Để chú lắc đi. Hành tí. Vô. Đây, đậu phộng. Bánh pizza nhìn hấp dẫn các bạn. Wow, hấp dẫn. Chưa. Tiêu sọ đâm diễn. Đây. Hấp dẫn quá à, nói quá à. Tương á. Rồi, hoàn thành cái pizza hủ tiếu nha. Wow. Rồi, tiếp theo là món gì? Thưởng thức. Đây. Phải ngon. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái pizza hủ tiếu nha. Chú cho con mang ra ngoài này. Rồi nói chứ xong mấy đứa xong việc rồi. Cảm ơn chú nhiều ạ. Rồi mấy đứa xong việc rồi, mấy đứa cứ đi đâu đi, làm gì làm. Ủa ở đâu rồi? Dạ. À, cầm nhầm hả? Rồi cái gì ở trời ơi là đây. Có đâu nhà không được nhà ơi. Anh muốn ai kìa? Hả? Kìa người ta làm gì anh muốn. Nhớ đừng ngược lại. Ê anh thấy vô chèn thì muốn sót. Được rồi, nhớ nước rồi nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đựng nước. Vô lại lần anh thôi. Đừng nhìn, anh nhìn nè, mấy đứa quay mặt chỗ khác đi, vô lên lên không có biết gì đi. Ờ, quay chỗ khác đi. Bây giờ anh chỉ là anh muốn nhắm mắt lại là không thấy tôi nói nhìn anh luôn. Mà nhắm mắt sao anh? À, tôi quên. Không, cái anh muốn vừa nhắm mắt không còn miếng luôn. Ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Không, anh phải xịt thêm nước tương nữa mới đúng. Thôi, đừng nước tương. Trời. Mời bạn nha. Trời ơi. Ui. Đã anh Vũ. Wow. Anh em. Ai nhập anh rồi ngon quá. Ngày heo nhập bê ơi. Gọi anh em chiên. Ngon lắm. Mời bạn nha. Từ lát. Được rồi. Mời bạn nha. Ngon lắm. Đúng không? Tư vị nó đúng vừa luôn đó. Mời bạn nha. Cái kiểu này về mấy em mình chế biến món này ngon nè. Mà sao cái nước sốt này ngon nha. Mời bạn nha. Thứ độc quyền mà anh muốn. Mình không có cái công thức. Quyền này cái miệng này nhỏ xíu, mình làm cái cục chà bá gì. Anh em ta lại có hai ngàn nha. Thành anh chân gà gì rung dữ anh. Thầy cầu Quỳnh Phú ơi. Ôi, đưa vô được tới miệng. Ông rớt mất hết luôn rồi. Mời bạn nha. Ông mọi mẹ ơi, nó ngon dữ trời. Mà anh đam mê chưa? Ngon. Ngon quá. Thế thù, cái gì hả? Hồi nãy anh kêu em gì không? Rảnh đi nhìn đứng đây làm gì hả? Hồi nãy mấy kia nói là anh kêu em chuyện gì mà. Kêu gì? Bỏ ra anh không kêu em hả? Dạ. Tên toilet kêu làm gì? Hả? Hồi nãy cho anh em rồi. Rảnh gỗi quá, tên hùng cái toilet. Phụ té tái lái vậy. Xin lỗi anh luôn. Thì chết. Ê Đăng. Cái gì? Mày có để ý những gì tao đang để ý không? Chừng lẽ mày để ý cái tủ vàng trước hả mày? Không phải cái tủ vàng đó. À. Chẳng lẽ mày nãy giờ mày đi mấy cái đầu cưới bia trong kia hay gì? Ừ, cái đầu mày không phải hả? Không. Chứ cái gì? Mày có để ý ở đây nhiều người nước ngoài không? Sau lưng mình cũng có một nhóm người nước ngoài nữa. Người nước ngoài chứ mình đây khu du lịch mà. Mình là một người Việt Nam. Khi mình gặp người nước ngoài ở trên đất nước mình không biết giao tiếp với người nước ngoài là mình kém sang. Đúng không? Ví dụ như là trường hợp Ngân gặp một người nước ngoài, Ngân không biết nói với người ta làm sao. Mày biết tiếng Anh, mày nói với người ta, Ngân sẽ ngưỡng mộ mày. Đó cũng là một cái lợi. Bây giờ tao sẽ chỉ cho mày một số bài tập tiếng Anh cơ bản, dễ đọc, dễ hiểu, để khi gặp người nước ngoài, người ta giao tiếp. Ờ vậy mày chỉ cho tao đi. Ok, qua đây tao chỉ cho. Ờ chỉ tao đi. Bây giờ đọc theo tao nha. Hello, subscribe motherfucker. Hello, subscribe motherfucker. Subscribe motherfucker. Hello, subscribe. Okay. Motherfucker. On the fucker. Motherfucker. Yes. Có nghĩa là rất hân hạnh được gặp người anh em. Là cái câu đó hả? Đúng rồi. Là có nghĩa là khi mày gặp được một người nước ngoài, mình phải tạo sự thân thiết với người ta bằng cách là rất hân hạnh được gặp người anh em, để cho người ta cảm thấy đây là quê nhà của mình. Hello, subscribe on the
cường. Yes, yes, that's right. Sau đó là mày chỉ áp dụng vô những giáo án thường ngày ta sử dụng như là what's your name nè, how are you nè, I'm fine thank you rồi nè. Hiểu chưa? Hiểu rồi, cảm ơn mày nhiều luôn. Cảm ơn mày. Hay quá, tao đi á. Trời ơi, đó, đó, thấy chưa? Nói chuyện với... Nói chuyện với người yêu mà tụi mình nói cái anh Phú chửi, anh Phú kêu mày tào lao. Đúng rồi, mày giờ Phú gọi, nãy giờ mấy anh em mình đi review chỗ này, Phú trốn vô góc này, Phú nói chuyện với người yêu. Ờ, giờ cười tiếng tiếng ờ, quay, bà đặt quay đồ, cho người yêu biết đồ, vậy mà mình nói, nhỏ, vậy mà mình nói cái anh Phú kêu có đâu, mày đi điên nữa, tao trừ lương mày giờ. Đó, cười thấy chưa? Kiểu bản lẻn này là chỉ có những... Chỉ có những người có người yêu mới vậy thôi. Vô bắt qua tang đi cho khỏi chối. Ờ. Anh Phú nói chuyện với người yêu đúng không? Cái gì? Cái gì? Ừ. Tự ý hai mày nói anh yêu con chó hả? Được cơ. Ý là hồi nãy em tưởng anh muốn cầm thở anh Phú vậy nè. Rồi thấy quay. Ờ, tính đâu quay cho người yêu coi. Nói chuyện tỉm tỉm rồi đó. Em tưởng Phú nói chuyện tỉm tỉm tỉm. Người yêu tôi hang chó này hả? Không phải à, thì trời, thôi, em tụi em tưởng gì tụi em. Đấy là sự tưởng tượng của con nít thôi. Ờ, à, người lớn không quan tâm đâu, người lớn không có được chấp nhận con nít nha. Người lớn chấp nhận con nít là người lớn con nít á. Ok, yeah. Ôi, bình tĩnh. Gì á? Ở nhà kiếm mày kìa. Ở đâu? Anh kia kìa, lẹ đi, đưa cho nó tôi giữ cho. Kiếm làm gì? Không biết nữa, gấp lắm. Mày lẹ đi, hồi nó chửi mày đó. Có không? Có, lẹ. Ở đâu? Đằng góc đằng kia kìa, lẹ đi. Sóc bay á, quay không kịp luôn các bạn. Các bạn thấy mấy con nó bay không nhanh đâu. Ôi, kiếm tao gì mày? Anh kiếm mày. Cái gì vậy? Ủa, mày kiếm tao hả? Tao kiếm mèo nào? Tao với anh Phú nãy giờ ngồi này coi mấy sóc mà. Thằng Hoàng nó nói tao là mày kiếm tao có chuyện gấp lắm. Sóc mà mày chửi tao. Sóc mà mày chửi tao. Chuối, xoài, tùm lum cái này. Ủa là rồi mày có kiếm tao không? Tao kiếm mày là tao đi kiếm luôn rồi đó chứ không có cần thằng Hoàng nói đâu. Rồi xong luôn. Vậy đi ai nói nó tao đâu kêu đâu. Nó dụ tao, nó lấy chai coca của tao, nó uống hết luôn rồi. Thằng Nhãn nó có kiếm tao đâu. Ủa nãy tao nghe nó kêu ai mà ta? Chai nước của tao. Đưa nào, nãy tao kêu mày giữ giùm mà. Đâu, nãy có cam quay lại nè, tao tưởng mày kêu tao uống nè, thôi mày đưa, thôi mày giữ cho tao uống đi, để tao lại đắng mấy kêu mày. Thôi mày bớt đi. Mình kiếm gì mình mua về làm kỷ niệm mấy bạn ơi. Đi đâu cũng vậy, phải để lại một thứ gì đó làm kỷ niệm. Wow. Hộp ở đẳng, tao thấy hộp mày ở đẳng. Vì sao? Hộp. Lửa đi, lửa đi. Đây có nhiều mẫu nón lá lắm nha mấy bạn. Đây nè, người ta vẽ lên luôn nè. Đẹp nha. Ui, quá. Đắng. Nón nèo đúng bài nè. Rồi, để tao đi review tiếp cho bạn xem coi. Wow, nhỏ nhỏ xinh xinh đã dữ ta. Đây nè bạn. Nhỏ nhỏ xinh xinh đi. Ôi. Rồi, tới công chuyện này. Ê. Gì vậy? Mày mới chụp cái gì? Tao coi nè, cái búa này đẹp luôn, định đem về trang trí phòng. Tao mới thấy mày chụp cái gì đó nha. Tao mới chụp cái gì? Nhóc ngửi đây luôn, mày nói tào lao cái gì á? Ờ, tao quay được rồi đó nha. Ờ, không sao. Đây có những con gấu bông khá là đẹp nha mày. Ây chà, ây chà. Đây. Tao hát, tao hát mày chơi. Wow. Con cá đâu rồi con cá? Cá này đi chơi à. Dữ. Ai cho mượn cái nón này nè, nón này mới đẹp. Lấy nó đi. Nó này lên. Ủa anh kia. Giờ không mày quay hoài. Quay nữa tắt đi. Tắt gì? Rồi, nói chung là chỉ như vậy thôi bạn ơi. Hiểu rồi. Xưa là những cái đồ vật dụng của gia đình thôi. Đây nha các bạn. Đây có những cái loại bánh bánh cốm rồi nè. Phồng tôm rồi. Đó. Khá là nhiều nha các bạn. Cái này là do làm thủ công.
làm nhà làm không nhé vậy. Bánh hùng tôm, đây bánh hùng tôm nữa vậy. Ê, cái đây cái đây, em sẽ nói này vui nè. Ăn rồi đúng không? Ừ. Ăn rồi đúng không? Đâu phải của tao đâu. Của người ta để đó. Ở đây, ở đây. Của người ta để đó. Nó nói tao mày tin không? Tao lại tao review cái sản phẩm mà mới chế biến dùm cho bạn xem thôi. Chứ tao mới thấy người ta đem ra đến người ta để đó đó. Thôi muốn tao bị mày dụ quen rồi. Ừ. Có gì làm trứng không? Có gì làm trứng không? Coi tao này nè. Sao hôm nay trải nghiệm thú vị không? Đúng rồi. Giải đáp được thắc mắc của nhà ngáo với thằng kẻ này ha. Dạ. Anh uống no nê đầy đủ rồi nhé các bạn. Trải nghiệm những cái gì ở trong đây có, bên em mình đã quay cho các bạn xem. Nếu các bạn thấy video vui và hay mà tính giải trí thì quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để hộ bên em mình. Đồng thời đừng quên xíu ra phải của Kim Cương nè, mua hàng DeFi nó đang quân giá rẻ tính chất lượng nha các bạn. Quen nhiều thú càng cao nha các bạn. Các bạn có thể mua Agrolog tùy thích hoặc là vào shop game quay kim cương. Đường link mấy em mình để dưới phần mô tả, ghim ở phần bình luận nha các bạn. Mấy em mình ghim ở phần bình luận, các bạn truy cập vào đó để không truy cập vào bất kỳ đường link giả mạo nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người.